bạn gái và con tới Đức xem trận đấu bi hài của Ronaldo. Người đẹp Georgina Rodriguez và cậu cả Cristiano JR tới Dortmund xem Ronaldo và các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha đấu Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22 tháng 6. Georgina Rodriguez mặc đồ đen, đeo kính tới sân Signal Iduna Park cổ vũ bạn trai siêu sao khi tuyển Bồ Đào Nha đấu Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ 2 bảng F Euro 2024. Người đẹp đi cùng cậu nhóc Cristiano JR, con riêng của CR7. Cậu cả nhà Ronaldo vừa đón sinh nhật 14 tuổi hôm 17 tháng 6. Trên trang cá nhân, Georgina chia sẻ loạt ảnh chụp trên khán đài cổ vũ C Ronaldo. Người đẹp hai con cùng Cristiano JR đi máy bay riêng tới Dortmund. Georgina chụp ảnh cùng người đại diện của cô trên khán đài sân Signal Iduna Park. Người đẹp Tây Ban Nha gốc Argentina hẹn hò CR7 từ 2016 và sinh hai con gái với anh. Cô còn chăm sóc ba người con riêng của siêu sao 39 tuổi. Nhóm đi cổ vũ của Georgina còn có một người bạn của Cristiano JR và con của người đại diện. Georgina đăng khoảnh khắc selfie khi Ronaldo hôn má sau trận thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta đã vào vòng 16 đội, bạn gái CR7 viết. Bồ Đào Nha cùng chủ nhà Đức và Tây Ban Nha là ba đội bóng toàn thắng ở hai lượt trận, giành vé sớm vào vòng 16 đội. Tiền đạo kỳ cựu là tâm điểm chú ý khi có tới 5 cổ động viên quá khích xuống sân tìm cách tiếp cận, chụp ảnh với anh. Ban đầu, CR7 vui vẻ selfie với một cổ động viên nhí nhưng sau đó tỏ ra bực bội vì trận đấu bị gián đoạn quá nhiều. Ronaldo không ghi bàn trong trận thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua. Tuy nhiên, anh có đường kiến tạo được ca ngợi rất đồng đội để Bruno Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng phút 55. Ronaldo cũng in dấu trong bàn thắng thứ 2 của Bồ Đào Nha phút 28 theo cách không ngờ. Từ pha phối hợp không thành của anh và Cancelo, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đá phản lưới nhà khi CR7 đang trách đàn em. Sau khi có bàn thắng từ trên trời, Ronaldo và các đồng đội ôm nhau ăn mừng phấn khích. Bàn thắng mở tỷ số của Bồ Đào Nha do Bernardo Silva ghi phút 21. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.